Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Thưa các bạn, bằng giờ này năm 2014 là thời điểm Trung Quốc đã kéo giàn khoan và hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Mặc dù đến tháng 7 năm 2014, họ phải kéo giàn khoan ra, nhưng từ đó đến nay tình hình Biển Đông vẫn rất phức tạp. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông trong những ngày vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết theo tin của báo tạp chí Phố Vua. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William Lawrence đã đi vào khu vực giới hạn 12 hải lý xung quanh đá chữ thập. Xin nói rõ rằng đá chữ thập là một bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trong thời gian gần đây. Lần tuần tra này của tàu Lawrence là lần tuần tra thứ 3 của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Một phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hãng tin Reuters hay chuyến tuần tra này nhằm thách thức những đòi hỏi hăng hái quá mức của một số bên tranh chấp ở Biển Đông. Chuyến tuần tra của tàu chiến Mỹ cũng được tiến hành sau khi Trung Quốc kết thúc một cuộc tập trận quy mô ở Biển Đông. Trước đó, theo trang China News, Trung Quốc đã huy động các tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải thực hiện một đợt tập trận. Đợt tập trận này lấy mục đích là giả định những cuộc tấn công và phòng thủ vùng biển bên ngoài đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Về phía Trung Quốc, sau khi tàu chiến Mỹ đi vào tuần tra quanh đá chữ thập, Bắc Kinh đã cử một số máy bay đến. Theo tin của Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã cử hai máy bay chiến đấu J-11 và máy bay tuần tra 18 đến vùng biển mà tàu khu trục Lawrence đang tuần tra. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tăng cường thêm 3 tàu khu trục, trong đó có một tàu mang tên lửa dẫn đường ra khu vực đó để đe dọa tàu Mỹ. Song song với hoạt động cử tàu chiến và máy bay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng ầm ĩ tố cáo hành động của Mỹ là sự khiêu khích nghiêm trọng. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại Dương Vũ Quân cũng đe dọa rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng tuần tra hải quân và không quân nhằm củng cố khả năng phòng thủ trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp phi pháp để đối phó với hành động của Mỹ. Mặc dù Trung Quốc phản ứng dùm beng, nhưng về phía Mỹ và các nhà quan sát quốc tế, người ta lại đánh giá việc Washington lựa chọn đá chữ thập trong chuyến tuần tra lần thứ 3 là một bước lùi. Bởi lẽ hai lần trước, tàu Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn thuộc Hoàng Sa và đá Subi thuộc Trường Sa. Hai lần đó, tàu Mỹ đã thực hiện hành động đi qua không gây hại. Giới quan sát hy vọng lần tuần tra thứ 3, tàu của Mỹ sẽ thực hiện đi qua đá Vành Khăn trong cách đi tự do hàng hải, nghĩa là vẫn bật radar và thực hiện các hoạt động quân sự bình thường. Bởi lẽ, đá Vành Khăn là một dạng san hô chìm dưới mặt nước khi thủy triều lên. Theo Công ước về Luật Biển 1982 thì nó không được tính là đảo, cho nên không thể có lãnh hải 12 hải lý xung quanh. Mặc dù hiện nay Trung Quốc đã bồi đắp nơi này với diện tích rộng hàng triệu mét vuông, nhưng theo Công ước Luật Biển, các đảo chỉ được công nhận khi nó được bồi đắp tự nhiên, và vì đá Vành Khăn không được công nhận là đảo nên không có 12 hải lý lãnh hải. Đã không có 12 hải lý lãnh hải thì mọi tàu thuyền đều được tự do đi lại qua nó mà không phải hạ vũ khí và tắt radar. Trước khi Mỹ tiến hành tuần tra lần thứ 3, giới quan sát kỳ vọng hải quân Mỹ sẽ nhắm đích đến là đá Vành Khăn, để truyền một thông điệp mạnh mẽ rằng không phải Bắc Kinh cứ xây đảo nhân tạo là người ta phải công nhận nó là đảo. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng phán đoán rằng có thể bước lùi này của Hoa Kỳ là để chờ đợi phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về hiệu lực pháp lý của đá Vành Khăn, vì đây là một nội dung nằm trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông mà tòa trọng tài quốc tế đã thụ lý và sắp ra phán quyết. Trong một diễn biến khác, mới đây tàu chiến của Pháp cũng đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay Stennis của Hoa Kỳ để tuần tra và thực hiện quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Theo hình ảnh tiết lộ của Hải quân Mỹ, thì tàu chiến F-734 của Hải quân Pháp đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay của Mỹ để tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông. Con tàu của Pháp là tàu hộ vệ có lượng giãn nước khoảng 2.900 tấn khi đầy tải. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía Pháp, nhưng nếu điều này là sự thực thì đây sẽ là lần đầu tiên một nước châu Âu cử tàu chiến tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Nếu việc tàu Pháp tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông là thật thì cũng có thể trong tương lai sẽ có những đồng minh khác của Mỹ cử tàu đến để thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Điều đó cũng có nghĩa là Biển Đông sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cộng đồng quốc tế. Và dĩ nhiên khi cộng đồng quốc tế chú ý nhiều đến Biển Đông thì ý định biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc khó có thể thực hiện được. Theo thông tin mới nhất của Cục Hải sự Trung Quốc, tới đây Trung Quốc sẽ tổ chức một đợt tập trận nữa trong vùng Biển Đông. Như vậy là chỉ trong vòng tháng này, Trung Quốc đã tổ chức liên tiếp 3 đợt tập trận trên biển. Mặc dù Trung Quốc thường xuyên tuyên bố rằng các đợt tập trận này là thường xuyên hàng năm, nhưng ai cũng biết rằng đó là các hành động giữa võ dương oai có mục đích. Vậy mục đích của các đợt tập trận của Trung Quốc là gì? Trong bản tin hôm nay, mời các bạn cùng nghiên cứu về vấn đề này. Trước hết, mời các bạn theo dõi một số luận điểm trong bài viết có tựa đề 3 tuyến đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Trung Quốc đã liệt cả Hàn Quốc vào các mục tiêu cần đánh thắng. Bài viết này được đăng trên mạng dịch ra tiếng Việt là mạng tin tức đa chiều. Trang mạng này là một trang mạng của người Hoa ở hải ngoại. Bài viết như sau:
Hải quân Trung Quốc đã chỉ định một sư đoàn không quân thuộc hạm đội Nam Hải tổ chức diễn tập ở Biển Đông. Trong khi đó, ở biển Hoàng Hải và Bột Hải, hàng không hải quân của Trung Quốc cũng gần như đồng thời tổ chức diễn tập đối kháng với 41 chiếc máy bay thuộc 12 loại máy bay được huy động. Điều này chỉ ra rằng Hải quân Trung Quốc gần như đã sẵn sàng tác chiến quy mô lớn ở nhiều vùng biển cùng lúc. Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc đồng thời diễn tập ở nhiều vùng biển cùng lúc để ngăn chặn ai? Ở Biển Đông, sau phán quyết của Tòa trọng tài Trung Quốc đã tổ chức tập trận tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam. Ngoài ra, Trung Quốc liên tục gửi đến Biển Đông các loại vũ khí hiện đại như các tàu lớp 052D, máy bay ném bom H-6K, cùng các máy bay tiêm kích, trinh sát, máy bay tiếp dầu. Đặc biệt, tên lửa Đông Phong 16 cũng xuất hiện, cùng với các vũ khí hiện đại được điều đến. Ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc cũng đã đến thị sát chiến khu Nam. Ở đây, ông Phạm Trường Long nhấn mạnh rằng, kiên trì công tác chuẩn bị đấu tranh quân sự, bảo đảm có lệnh là đi chiến đấu và chiến thắng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay, một sĩ quan cao cấp xuất hiện và chỉ thị chuẩn bị chiến đấu ở hướng Biển Đông như vậy. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc là ông Ngô Thắng Lợi cũng cho biết, Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ hành vi xâm phạm khiêu khích nào, và các đảo nhân tạo sẽ quyết không bỏ dở giữa chừng. Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, Trung Quốc đang phải đối mặt với dư luận và áp lực quân sự ngày càng lớn. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Liên minh châu Âu cùng nhiều nước khác đã nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa có tính ràng buộc và Trung Quốc nên tôn trọng phán quyết đó. Bên cạnh dư luận, trong 6 tháng qua, Hoa Kỳ đã tăng dần các lực lượng quân sự ở Biển Đông. Tàu sân bay Stennis, tàu sân bay Ronald Reagan cùng nhiều tàu khu trục Mỹ đã thường xuyên tuần tra Biển Đông. Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ cũng đã đến Singapore. Về phía Philippines, mặc dù chính phủ mới của nước này bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc, nhưng đặt điều kiện là phải dựa trên kết quả phán quyết. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến thăm Philippines, thái độ của Philippines về Biển Đông, sau đó có thể sẽ có những biến đổi. Về phía Việt Nam, sau phán quyết của Tòa trọng tài, Việt Nam đã bày tỏ hoan nghênh, do đó có thể nói rằng Trung Quốc tổ chức hàng loạt các cuộc diễn tập trên Biển Đông, một mặt là để phản ứng với phán quyết của Tòa trọng tài, mặt khác là để răn đe Hoa Kỳ, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc còn lo lắng một vấn đề nữa là hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ sẽ đặt ở Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc cũng nói rằng, lãnh đạo cấp cao Trung Hàn đã nhất trí không vì vấn đề triển khai tên lửa này mà hai nước rạn nứt quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này là không dễ chịu với Trung Quốc. Mặt khác, sau khi tòa phán quyết, Hàn Quốc giữ im lặng 2 ngày nhưng sau đó cũng đã tuyên bố lập trường tương tự như Mỹ, Nhật. Bất luận là vấn đề phòng thủ tên lửa hay vấn đề Biển Đông, Hàn Quốc đang ở vị trí đối diện với Trung Quốc. Do vậy, các đợt diễn tập của Trung Quốc ở biển Hoàng Hải và Bột Hải cũng là hướng về Hàn Quốc và biểu thị chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong quan hệ với Hàn Quốc. Tương tự như vậy, tập trận cũng nhằm gửi thông điệp đến Nhật Bản. Nhật đã hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài, thậm chí một ngày sau phán quyết còn tập trận với Philippines. Không những thế, Nhật còn dự định khởi kiện Trung Quốc về các mỏ dầu ở biển Hoa Đông. Nhật đã luôn tiên phong trong hoạt động ngăn chặn Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, cho nên Trung Quốc tập trận cũng là để cảnh cáo Nhật. Trung Quốc đã biểu thị sự tự tin trong các cuộc diễn tập ở Biển Đông, qua đó chứng minh ở khu vực này Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới. Trước đây ở Biển Đông, bố trí của Trung Quốc ở Biển Đông thuộc về bất lợi, nhưng đến ngày nay các hoạt động cải tạo đất và bố trí quân sự của Trung Quốc đều đã tiến bộ. Ở Biển Đông, họ không còn thuộc về phòng ngự nữa, mà đã tiến lên giai đoạn công thủ kiêm bị. Đây cũng là lý do vì sao Phạm Trường Long nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đánh thắng một cuộc chiến tranh Biển Đông ngày nay vẫn là một vùng biển bất ổn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Trung Quốc hiện giờ không còn là một Trung Quốc nghèo nàn và yếu đuối ở thập kỷ trước mà đã có sự tự tin trong cuộc chiến. Với cách thức đồng thời tập trận ở cả Biển Đông, Biển Hoàng Hải và Bột Hải, Trung Quốc muốn đánh tan ý nghĩ của Nhật, Mỹ và các quốc gia khác rằng Trung Quốc không có khả năng đối kháng. Các bạn thân mến, bài viết nói trên nói rằng các đợt tập trận của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp cảnh cáo rất nhiều nước. Điều đó cũng có thể hiểu là Trung Quốc cảm thấy mối đe dọa ở khắp nơi, trong đó Mỹ, Nhật được mô tả như những tên chùm sỏ chống lại Trung Quốc. Bài viết cũng nói rằng, với việc tập trận trên cả ba vùng biển gần như đồng thời, Trung Quốc đã chứng tỏ sự tự tin để đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc. Tuy nhiên, có vẻ đây là một liều thuốc trấn an để làm nguội bớt đi những cái đầu nóng của dân Trung Quốc. Các đợt tập trận dồn dập của Trung Quốc ngoài việc gửi thông điệp phản ứng với phán quyết và cảnh cáo nước này, nước kia như bài báo nói trên đã phân tích, thì còn nhằm để diễn cho một người nữa xem, đó là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc. Từ sau ngày 12 tháng 7, dư luận Trung Quốc hình thành một làn sóng yêu nước theo kiểu cực đoan với những vụ biểu tình tẩy chay hàng hóa của nước ngoài và làn sóng phê phán chính quyền nhu nhược. Đây đó có những lời yêu cầu quân đội Trung Quốc phải hành động để giải quyết sự cố đối ngoại. Làn sóng đó khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiến thoái đều khó. Cam chịu phán quyết thì bị dân chúng chửi là nhu nhược và mất uy với dân, mà phản ứng lại thì chưa biết làm sao cho phù hợp. Phát động chiến tranh theo yêu cầu của những kẻ cực đoan thì rõ ràng là ngu ngốc, vì mất nhiều hơn là được.
Cái mất đầu tiên là mất hình ảnh, bị cả cộng đồng quốc tế lên án và cô lập. Cái mất thứ hai là mất thế bố trí chiến lược mà mất bao nhiêu năm qua đã hao tâm tổn trí sắp đặt. Chỉ cần Trung Quốc động can qua là Mỹ sẽ đưa thêm rất nhiều vũ khí, cũng như binh sĩ vào Biển Đông để siết chặt vòng vây. Hiện nay, Mỹ đã đóng được một số căn cứ ở Philippines, nhưng chừng ấy là chưa đủ để ngăn chặn Trung Quốc. Mỹ đang cần có một cái cớ để triển khai nhiều lực lượng hơn nữa. Nhưng nếu không phát động chiến tranh thì cũng phải là một cái gì đó để bày tỏ sự tức giận và để minh chứng cho cái gọi là không thỏa hiệp chủ quyền như lời ông Tập Cận Bình đã tuyên bố chứ. Vậy chỉ còn một cách là tập trận rầm rộ rồi quay phim, chụp ảnh cho dân Trung Quốc xem để thỏa mãn phần nào cơn tức giận. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không thể duy trì tập trận liên tục từ tháng này qua tháng khác được, vì kinh phí của nó vô cùng tốn kém. Hơn nữa, nếu cứ cố lên cân bằng những đợt tập trận như vậy, Trung Quốc sẽ không thể tập trung phát triển kinh tế như trước được. Mặt khác, các bên liên quan ở Biển Đông và cả Mỹ đến nay đều tỏ ra khá thận trọng trong các phát ngôn và hành động. Động thái này có thể hiểu là để tránh kích động làm Trung Quốc giận quá mất khôn. Với sự kiềm chế của các nước khác, những hành động diễu võ của Trung Quốc rồi sẽ đến một lúc nào đó phải mệt mỏi. Họ không thể đấm mãi vào khoảng không. Tuy nhiên, những đợt tập trận liên tục của Trung Quốc cũng sẽ khiến tình hình Biển Đông liên tục căng thẳng. Và các nước có liên quan đều cần hết sức cảnh giác để không bị động với các diễn biến mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hôm thứ hai đầu tuần này, trận lở đất ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử, huyện Cam Lạc, tỉnh Tứ Xuyên đã làm cho hơn 360 người thiệt mạng. Kênh Lý Tử Y Đạt Câu là một con mương nhánh ở hữu ngã sông Đại Độ, nơi có tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh đi qua. Lý Tử Y Đạt cũng là một con mương đã xảy ra lở đất và lở bùn nhiều lần trong lịch sử. Vào đêm ngày thứ hai vừa qua, trời mưa rất to ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ hai, hẻm núi gầm rú, mặt đất rung chuyển và một trận lở bùn lớn bất ngờ xảy ra ở Lý Tử Y Đạt Câu. Cây cầu có đường kính 3-4m, dài 170m và một trụ cầu số 2 bằng bê tông cốt thép bị sạt lở đất, cắt thành 3 đoạn trong tích tắc. Liên kết với dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dài 30m trên cầu, dầm thép liên hợp dài 44m, dây thép có những người ngủ trên boong cầu đã cùng nhau bị hút xuống dòng sông Đại Độ đầy sóng gió. Vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày thứ hai, chuyến tàu tốc hành chở khách số 442 đi Thành Đô từ Griping khởi hành về phía bắc tại ga Niri trên tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh. Anh đã báo cáo tại nhà ga nhưng đột nhiên thấy điện thoại không kết nối được. Đèn không sáng, tất cả các tuyến bị gián đoạn, không thông báo được tàu 442 đang chạy. Vào lúc này, đoàn tàu số 442 do hai đầu máy kéo và chở hơn 1.000 hành khách đang đi vào đường hầm Ramabao ở đầu phía nam của cầu Lijijida với tốc độ hơn 40 km/h. Lúc 1 giờ 46 phút ngày thứ hai, khi đầu máy còn cách cửa hầm khoảng 30m dưới ánh đèn pha của đầu máy chiếu vào, lái tàu trực ban là trưởng kho đầu máy Dương Cương đã tham gia chiến tranh Triều Tiên. Người lái xe hạng nhất Vương Minh Như cùng trợ lý và đồng lái xe Đường Trường Hoa cuối cùng phát hiện ra rằng cây cầu trước mặt họ đã bị gãy và đoàn tàu đang lao về phía một thung lũng sâu với bùn lầy dữ dội. Họ lập tức kéo phanh hãm để thực hiện phanh khẩn cấp, đồng thời hú còi khiến người lái tàu nỗ lực cuối cùng trước cái chết. Âm thanh chói tai của tiếng còi cất ngang bầu trời đêm gửi đến hàng ngàn hành khách đang ngủ say một hồi chuông báo động ly kỳ. Nhưng đã quá muộn, khoảng cách duy nhất cho phép đoàn tàu dừng lại là một thanh dầm bê tông cốt thép cong vênh biến dạng dài chưa đầy 40m nằm trong hố bên ngoài cửa hầm. Hai đầu máy tiếp theo là toa hành lý số 13, toa bưu chính số 12 và toa ghế cứng số 11 chở hơn 90 hành khách lần lượt rơi xuống và bị những trận lở đất tàn nhẫn hút xuống sông Đại Độ đang dâng cao. Toa ngồi cứng số 10 và số 9 lao ra khỏi dây thép biến dạng và trượt ngã trên ta luy bảo vệ dưới chân cầu ở độ sâu 17m. Toa ngồi cứng số 8 bị hất văng ra khỏi đường dây và chạm mạnh trong hầm đầu cầu và bị lật ngoài cửa hầm. Tuy nhiên, cú phanh gấp được các lái tàu thực hiện vào giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn phát huy tác dụng. 7 toa khách và 1 toa ăn ở phía sau đoàn tàu đã dừng lại trong đường hầm, cứu sống hơn 700 hành khách. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do vụ lở đất này gây ra lên tới 20 triệu nhân dân tệ và thiệt hại kinh tế gián tiếp là hàng trăm triệu nhân dân tệ.
Theo ước tính, vận tốc của dòng mảnh vỡ cao tới 13,4 m trên giây và một độ cao tới 2,34 tấn trên 1 mét khối. Có một tảng đá được dòng mảnh vụn vận chuyển với thể tích 675 mét khối và trọng lượng 1.800 tấn. Trên tảng đá này có hai tảng đá dài hơn 1 mét. Những tảng đá lớn có hiện tượng đá tựa lưng cho thấy năng lượng của chúng rất lớn. Dòng mảnh vỡ tích tụ 3 triệu mét khối chất rắn, trong đó 600.000 mét khối đổ vào sông Đại Độ, tạo thành một bờ kè tự nhiên trên sông với chiều dài hơn 200 mét, rộng hơn 100 mét và cao gần 2 mét so với mặt nước. Dòng sông bị chặn khoảng 4,5 km, nhấn chìm 830 mét đường ven sông, ách tắc giao thông đồng bộ sau khi đập tự nhiên bị vỡ. Một bãi cạn nguy hiểm đã được hình thành trên đoạn sông Đại Độ này và một lượng lớn bùn cát tràn vào hồ chứa nhà máy điện Gongjui ở hạ lưu để gây bồi lắng. Sau khi lở bùn xảy ra, tuyến đường sắt cũng buộc phải chuyển hướng và tuyến này được di chuyển lên để đi qua Lý Tử Y Đạm Câu, qua một đường hầm Na Bảo và cầu đường sắt Lý Tử Y Đạo đã bị bỏ hoang. Trước đó, một trận lở đất ở Âm Minh, Hải Thượng Câu, thành phố Đông Xuyên, tỉnh Vân Nam khiến 121 người chết. Hải Thượng Đầu là vị trí của khu vực khai thác Jimin của Cục Khai thác Đông Xuyên. Theo lời kể của những người già sống lâu năm ở đây, họ chưa từng thấy trong mương xảy ra sạt lở đất bao giờ, cũng chưa từng nghe cha mẹ kể lại. Tuy nhiên, do khai thác lâu năm nên một lượng lớn xỉ thải đã tích tụ, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, khu vực Hải Thượng Đầu bất ngờ có một trận mưa xối xả kéo dài trong 1 giờ với lượng mưa 67,3 mm. Cơn mưa xối xả chứa 30 mm mưa đá, tốc độ gió tức thời lên tới 25 đến 30 m trên giây. 10 phút sau cơn mưa bão, tôi nghe thấy tiếng sấm trong khu vực, mặt đất rung chuyển và một trận lở đất đã xảy ra. Dòng chảy mảnh vụn càn và quét lòng mương giống như một quả cầu tuyết, tạo ra ngày càng nhiều vật liệu bùn, cát và đá. Trận lở đất đã phá hủy khoảng 3.000 xưởng mỏ, nhà ở, cửa hàng và trang trại, đồng thời phá hủy 3.210 hectare đất nông nghiệp, làm 121 người thiệt mạng, 34 người bị thương, cuốn trôi hơn 360.000 con gia súc và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 19 triệu nhân dân tệ. Cùng ngày, một vụ lở đất khác ở huyện Thạch Thủy, tỉnh Thiểm Tây đã giết chết 134 người. Sông Tân Ngưu là thượng nguồn của sông Hàn Du, một nhánh sông ở tả ngạn sông Hàn. Toàn bộ lưu vực được cấu tạo bởi 26 rãnh dòng chảy bằng đá bùn, từng gây ra thảm họa trong trường hợp mưa lớn trong lịch sử. Từ 1 giờ chiều ngày thứ 3 đến 8 giờ ngày thứ 4, huyện Thạch Thủy bất ngờ có mưa xối xả. Lượng mưa lớn nhất ở thị trấn Tủ Kiến Phường lên tới 383 mm. Cả hai bên sông Tân Ngưu và 14 ngôi làng cùng lúc bị ảnh hưởng, 3.117 ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi 19.500 hectare đất canh tác, khiến 134 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 91 triệu nhân dân tệ. Thảm họa này cho thấy khối lượng lớn và các dòng mảnh vụn có đặc điểm là tập trung nên gây ra thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị, bản tin CCTV cho biết mưa lớn liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng. Do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh nên một số người dân sơ tán quá muộn đã bị mắc kẹt. Quế Lâm, Quảng Tây trải qua mức lũ cao nhất kể từ năm 1998, khi mực nước 149,6 m đi qua Quế Lâm, nhiều hòn đảo nhỏ bị lũ bao vây, cư dân trên đảo vô cùng lo sợ. Đảo Lệ Hoa Châu được bao quanh bởi nước ở mọi phía và con kênh duy nhất đã bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, nước lũ đã dâng cao đến ngập tầng 2, trên đảo bị cắt điện, nước, nhiều người dân bị mắc kẹt đang đứng trên ban công, bậu cửa sổ, thấp thỏm chờ đợi giải cứu. Dưới sự khẩn cấp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang, toàn bộ cư dân trong tình thế hiểm nghèo trên đảo đã được di chuyển an toàn. Mưa lớn liên tục khiến mực nước sông ở huyện Long Thắng, Quảng Tây dâng cao, khiến 13 người dân làng ở thị trấn Piaoli bị mắc kẹt dưới sông. Lực lượng cứu hộ sau khi biết tin đã lao đến giải cứu. Do dòng chảy quá xiết và mực nước dâng cao quá nhanh nên lực lượng cứu hộ chỉ giải cứu được người mắc kẹt cuối cùng sau khi huy động thuyền công suất lớn. Lũ lụt dâng cao nhanh chóng gây nguy hiểm cho cầu đường sắt Liễu Châu. Văn phòng kiểm soát lũ lụt và Cục Đường sắt Nam Ninh đã nâng kế hoạch kiểm soát và cứu hộ lũ lụt của cầu đường sắt Liễu Giang từ ứng phó cấp 4 lên ứng phó cấp 3. Vào sáng ngày thứ Tư, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Quảng Tây đã phát động phản ứng thứ cấp để kiểm soát lũ lụt.
Thưa quý vị, một số khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, trong đó Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh, thành phố khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thương vong. Kể từ đầu tháng này đến nay ở tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa tương đối lớn, Cục Khí tượng liên tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng cho Vũ Hán, Kinh Sơn, Trung Tường và các nơi khác. Tính đến thời điểm hiện tại, 32 huyện, thành phố trong tỉnh đã có mưa lớn, gần 100 hồ chứa đã vượt mức nước lũ giới hạn. Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo rằng lượng mưa bắt đầu vào ngày hôm kia và kết thúc vào 8 giờ sáng ngày hôm nay. Ngoại trừ phía đông Hồ Bắc, những nơi khác đều có mưa lớn và phạm vi bao phủ là lớn nhất năm nay. Lượng mưa lớn nhất trong 2 ngày là 266mm ở thành phố Hồng Hồ, Kinh Châu, tiếp theo là 232mm ở quận Thiểm Dương, Kinh Môn. Theo thống kê sơ bộ của Cục Kiểm soát Lũ lụt tỉnh, 14 ngôi làng và thị trấn ở 4 huyện Nghi Xương, Ân Thạch, Kinh Môn, Tiểu Cảm và các tỉnh khác đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với dân số 39.000 người và 72.000 ha đất canh tác, đường xá bị ảnh hưởng, bị hư hại trong đợt mưa xối xả này. Do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của rãnh thấp trên cao và độ cắt ở mức trung bình thấp, thời tiết mưa dông ở Vũ Hán vẫn đang tiếp diễn. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, nhà của Lưu Phúc Vượng ở phố Trư Thành, quận Tân Châu bất ngờ bị sét đánh sập, khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Văn phòng cứu trợ thiên tai của Sở Nội vụ tỉnh An Huy cho biết, từ 4 ngày qua, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực Vu Hồ, Tuyên Thành, Sào Hồ, An Khánh, Lục An và các thành phố khác của tỉnh An Huy. Thống kê có 217.000 người đã bị ảnh hưởng, 4 người trong số họ đã chết. Đài quan sát khí tượng tỉnh An Huy đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão từ màu vàng sang màu cam vào chiều ngày hôm nay. Dự kiến trong vòng 3 giờ tới, cường độ mưa ở một số khu vực Nam Hợp Phì đến Bắc Giang Nam sẽ lên tới hơn 60mm. Cục khí tượng dự báo từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến mưa rất to ở phía nam của tỉnh, nằm giữa sông Giang Hoài và một số khu vực phía nam sông Dương Tử. Theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Giang Tây, từ chiều tối ngày mai đến 3 ngày tiếp theo, ở Giang Tây sẽ có mưa lớn. Đây sẽ là đợt mưa bão liên tục mạnh nhất ở Giang Tây trong năm nay và mưa bão chủ yếu xảy ra ở Bắc Giang Tây và trung tâm Giang Tây. Trận mưa xối xả kể từ ngày hôm qua đã gây ra lũ lụt ở một số quận và huyện ở Trùng Khánh, đồng thời gây ra các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như sạt lở núi khiến nhiều người mất tích hoặc thiệt mạng. Hiện tại, nước sông Dương Tử, sông Gia Lăng và các con sông lớn khác chảy qua Trùng Khánh đã bắt đầu dâng nước. Dự kiến vào tối ngày mai, thành phố chính Trùng Khánh sẽ đạt đỉnh lũ. Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu đã công bố triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với kế hoạch khẩn cấp thảm họa khí tượng để đối phó với mưa bão liên tục. Kể từ tháng 4 năm nay, Quý Châu liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt. Theo số liệu thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quý Châu, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày hôm nay, 63 quận, 440 thị trấn và 1,03 triệu người ở Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 430 triệu nhân dân tệ và 24 người chết. Sở Dân Chính tỉnh Vân Nam cho biết, tính đến ngày hôm nay, có 222.100 người đã bị ảnh hưởng bởi gió, mưa đá và lũ lụt ở tỉnh Vân Nam và 12 người đã chết do mưa lũ. Từ 4 ngày qua, có mưa lớn và mưa xối xả cục bộ ở miền Trung và Đông Bắc Vân Nam. Theo số liệu của Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam, có 6 trạm có mưa rất to, 25 trạm mưa to và 66 trạm mưa vừa. Hôm qua, huyện Rồng Thủy, Quảng Tây hứng chịu lũ lụt do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn. Đến 16 giờ cùng ngày, mực nước sông Dung Giang chảy qua huyện đạt 113,13 m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,53 m. Nước sông tràn vào thị trấn huyện, toàn bộ thành phố bị ngập. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và các tỉnh và khu vực khác. Để đối phó với tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Bộ Quốc phòng đã nâng cấp phản ứng kiểm soát lũ cấp 4 được đưa ra vào lúc 18 giờ ngày hôm qua thành phản ứng kiểm soát lũ cấp 3 vào lúc 12 giờ ngày hôm nay. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây và những nơi khác, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia, đồng thời cử các nhóm công tác đến các vùng thiên tai. Ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của Quảng Tây đã được nâng cấp lên cấp độ 2.
tỉnh Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Tính đến ngày hôm nay, 2,168 triệu người tại 6 thành phố và 39 quận huyện trong khu vực đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. 208.200 người đã phải di rời và tái định cư khẩn cấp. 97.300 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Quế Lâm, Quảng Tây có mực nước lũ cao nhất kể từ năm 1998, 30 năm mới có một lần. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 lên cấp 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi. Hôm nay, khu vực mưa lớn ở Quảng Tây đang dần di chuyển về phía Nam và cường độ đã suy yếu. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở phía Nam và phía Đông Quảng Tây, có thể kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Ở các khu vực khác sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ, cường độ mưa suy yếu. Trong ngày kia, hầu hết các khu vực đều có mưa vừa đến mưa to, trong đó khu vực Tây Nam Quảng Tây và ven biển có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tình hình chống lũ đang diễn ra rất căng thẳng. Hồ chứa nước Tham Ma ở Quảng Tây, nơi được chú ý nhiều, vẫn đang gặp nguy hiểm và không thể loại trừ nguy cơ vỡ đập. Quảng Tây cũng ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các địa phương nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn bộ các hồ chứa nguy hiểm để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ. Một khi hồ chứa có nguy cơ vỡ đập, phải tổ chức ngay việc di chuyển người dân vùng hạ du để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Kể từ mưa lũ ở Quý Châu đã có 19 người chết, 3 người mất tích. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở phía Nam và Đông Nam tỉnh Quý Châu từ 2 ngày qua đã khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến một người chết, một người mất tích. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Quý Châu, lượng mưa lớn từ 2 ngày qua chủ yếu tập trung ở quận Tự Trị, Kiểm Nam, Bố Nghĩa và Miêu và quận Thiên Đông, Nam Miêu và Đông có lượng mưa lần lượt là 145,7mm và 122mm. 5 quận bao gồm Rong Giang, Lý Bố, Đại Trại, Lôi Sông và San Sui hứng chịu mưa lớn, 16 thị trấn khác có mưa rất lớn và 93 thị trấn có mưa lớn. Trong đó ở thị trấn Đình Đông, huyện Cống Giang, lượng mưa cao nhất là 287,7mm. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, tính đến nay có 68 huyện thuộc 9 thành phố thuộc tỉnh Quý Châu đã xảy ra mưa lớn, lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Với diện tích 1,97 triệu hectare cây trồng và 2,86 triệu người bị ảnh hưởng, 19 người chết, 3 người mất tích, 4.739 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 935 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn ở Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã khiến 20 người chết. Tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Hai, 5,247 triệu người ở 61 quận thuộc 12 thành phố của tỉnh Hồ Nam, bao gồm Trương Gia Giới, Nghi Dương, Vĩnh Châu, Hoài Hóa, Lâu Đài, Nhạc Dương và Thường Đức đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt và 7 người chết. Di chuyển khẩn cấp và tái định cư 102.300 người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2,41 triệu ha, 17.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 1,3 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thành phố Lưu Đi là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại tỉnh Hồ Bắc, tổng số 6,4229 triệu người tại 17 thành phố và 64 huyện bị ảnh hưởng, 13 người chết, 2 người mất tích và 33.500 người phải di rời khẩn cấp, 4,091 triệu hectare hoa màu bị ảnh hưởng, 6.255 nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa là 1,514 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Tùy Châu, Ân Thạch, Hoàng Cương và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đối phó với thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Hai, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ thiên tai. Giang Tây đưa ra cảnh báo mưa bão cao nhất trong lịch sử. Kể từ ngày hôm qua, tại 13 huyện của tỉnh Giang Tây đã có mưa lớn và mưa lớn dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng tại 27 huyện. Vào 2 ngày nay, Đài quan sát khí tượng Giang Tây đã đưa ra 2 tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất được đưa ra trong lịch sử Giang Tây. Trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày thứ Hai về cơ bản đã kết thúc ở Nam Giang Tây. Nhưng những trận lũ sau đó đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Giang Tây, một số con sông đã bị ngập lụt vượt quá lịch sử. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh có 3,904 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 12 người chết và 1 người mất tích do thiên tai, hơn 80.000 người phải di rời khẩn cấp, 5.614 nhà bị sập và 8.974 nhà bị tốc mái. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 975 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, những người dân bị ảnh hưởng đã cơ bản được tái định cư.
Từ ngày thứ hai đến ngày thứ ba tuần này, có những trận mưa lớn như trút nước ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố Cám Châu. Và có một số trận mưa bão cực lớn với các ghi chép ký tượng lịch sử kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Phạm vi mưa rộng, cường độ cao và thiên tai rất nghiêm trọng. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày thứ ba, để đối phó với mưa bão và thiên tai lũ lụt ở Giang Tây và Quảng Tây, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia, đồng thời cử các nhóm công tác đến vùng thiên tai. Mưa lớn liên tục cũng đang tiếp diễn ở Phúc Kiến khiến 10 người thiệt mạng, thiệt hại trực tiếp hơn 200 triệu nhân dân tệ. Từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến xảy ra mưa lớn diện rộng, khiến hơn 180.000 người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 10 người chết, 2 người mất tích và 22.200 người phải di chuyển. Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến có mưa rào diện rộng, mưa xối xả cục bộ, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, Thiểm Tây, Hữu Tích, Phù Đồn Ly và Mai Tây và các nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo và lũ lụt với mực nước vượt mức cảnh báo lũ nguy hiểm đã xảy ra ở Đại Giang Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn phía tây sông Cửu Long Giang và Tương Giang. Mưa xối xả và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê, lúc 17 giờ ngày thứ Tư, tổng cộng 186.400 người tại 19 huyện của tỉnh Phúc Kiến gồm Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nham đã bị ảnh hưởng, 420 ngôi nhà bị sập, 8 người chết và 2 người mất tích, 24.200 người phải di rời, 13,69.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 68 doanh nghiệp, công nghiệp và khai thác mỏ bị đình chỉ hoạt động, 25,56 km bờ bao bị hư hỏng, 4,53 km đê bị vỡ, 100 hồ đập bị phá hủy. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 242 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với các công trình thủy lợi là 107 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mái đập của hồ chứa Kama ở Quảng Tây bị sập một phần và 15.000 người đã được chuyển đi. Một trận mưa lớn khác ở Quảng Tây đã gây nguy hiểm nghiêm trọng tại hồ chứa nước Kama ở huyện Lạc Thành. Hiện tại, tổng cộng 15.011 người từ 4.642 hộ gia đình ở huyện Lạc Thành và thành phố Nghi Châu ở hạ lưu hồ chứa Kama đã được chuyển đến nơi an toàn và nguy cơ vỡ đập tạm thời giảm bớt. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ chứa Kama đang được gia cố, dâng cao, mái đập hạ lưu bị sạt lở một phần, móng đập bị thủng khi nước lũ tràn qua đập tràn đang thi công. Bức tường bên phải ở lối ra của đường hầm dẫn dòng của đập đã bị cuốn trôi 53,5 mét. Hiện cán bộ chiến sĩ đơn vị thủy điện, công an nhân dân vũ trang và lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đang tiến hành các biện pháp như hạ cao trình đập tràn để tăng lưu lượng xả, sớm loại bỏ nguy hiểm. Lũ lụt lớn cũng đang xảy ra ở Quảng Tây, cảnh sát vũ trang và chiến sĩ khẩn trương giải cứu nhiều người dân bị mắc kẹt. Mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng. Do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh, một số người dân đã bị mắc kẹt, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Tình hình mưa lớn liên tục và công tác chống lũ ở một số tỉnh, vùng miền ở Trung Quốc đang diễn ra gay gắt. Nhiều vùng của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây, trong đó Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống ngập hết sức cam go. Vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Tư, mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây lên tới 90,3 mét, cao hơn mực nước cảnh báo 7,8 mét. Các tòa nhà dọc sông Liễu Giang đã bị ngập lụt, đỉnh lũ sẽ đi qua trạm Liễu Giang, Liễu Châu vào khoảng 23 giờ đêm ngày thứ Tư. Đỉnh lũ lần này có mực nước cao tới 90,5 mét, cũng là đỉnh lũ hơn 30 năm mới có một lần. Lâm Khai Bình, kỹ sư trưởng của Đài quan sát khí tượng Quảng Tây cho biết, chúng tôi gọi đó là mưa bão lớn khi nó đạt tới 250mm, bây giờ là hơn 580mm, tức là đang tăng gấp đôi nên mưa rất lớn. Mưa lớn cũng khiến 420.000 người ở 14 thành phố Vân Nam bị ngập lụt. Sau khi bước vào mùa mưa năm nay, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu nhiều trận mưa lớn. Theo trụ sở cứu trợ hạn hán tỉnh Vân Nam, với lượng mưa tăng dần trên toàn tỉnh, đặc biệt là lượng mưa lớn gần đây, một số nơi đã chuyển từ hạn hán sang lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến nay, thiên tai lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 439 triệu nhân dân tệ. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm 15 thành phố của tỉnh Vân Nam, trừ Lệ Giang và Đức Hồng, 47 huyện và 136 thị trấn với tổng số người là 461.900 người. Đặc biệt, lũ ở Nam Vân Nam tương đối nghiêm trọng.
Trước tình hình lũ chính vụ đang đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống lụt bão và các biện pháp khẩn cấp cho các đơn vị, vùng trọng điểm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa các cấp phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm bắt chính xác diễn biến lũ, mực nước, phán đoán một cách khoa học xu thế diễn biến của tình hình thiên tai, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ quan trọng như thủy điện đang thi công, cầu cống, đường cao tốc, ao thải quặng, trường học và các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa về nhân sự, kinh phí, vật tư phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường kiểm tra bờ kè, phòng chống nghiêm ngặt, hạn chế thấp nhất thương vong. Cần lưu ý rằng, mặc dù Vân Nam đã có một số trận mưa lớn trong năm nay, nhưng lượng mưa tổng thể ở Vân Nam vẫn tương đối thấp và sự phân bố lượng mưa cực kỳ không đồng đều, có thể gây ra hạn hán và lũ lụt cùng tồn tại trên toàn tỉnh. Nhiệt độ kỷ lục 44,1 độ C đã đo được tại trạm Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa hôm nay. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại trạm đo Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ lúc 16 giờ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày lên trên 44,1 độ C. Nhiệt độ này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất là 43,4 độ C quan trắc được tại trạm Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2019. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-40 độ C. Một số nơi trên 41 độ C như Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là 41,7 độ C, thành phố Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa là 42,4 độ C, Quỳ Châu, Nghệ An là 42 độ C, Tương Dương, Nghệ An là 42,5 độ C, Tây Hiếu, Nghệ An là 42,5 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 41,3 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 33-55%. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40-65%. Tại trạm Láng, Hà Nội, nhiệt độ đo được ở lều khí tượng 38,2 độ C. Hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất trong đợt nắng nóng này. Từ ngày mai áp thấp nóng yếu đi, nắng nóng giảm dần trên cả nước. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bản tin cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm trong 24 giờ, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày mai đến ngày kia có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và tình hình áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trên đất liền, khoảng đêm nay, gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên biển, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Ngày và đêm mai, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Ở trên biển, từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5. Riêng khu vực phía Bắc, vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8. Sóng biển cao từ 1,5-2 mét, biển động.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối và đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có sóng biển cao từ 2-3 mét, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nhận định thời tiết từ đêm nay đến ngày 15 tháng 5 và dự báo thời tiết 10 ngày, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai đến ngày 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng thời kỳ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 15-16 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thưa quý vị, các chuyên gia đánh giá thời tiết năm nay diễn biến khó lường, có thời điểm nắng mưa, nóng lạnh, chuyển biến bất thường. Các hình thái cực đoan, nguy hiểm xuất hiện khiến người dân không kịp trở tay, dự báo một mùa hè thời tiết khốc liệt. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, chủ nhiệm bộ môn khí tượng, khoa khí tượng, thủy văn và hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, qua theo dõi, thời tiết năm nay là El Nino. El Nino sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 6, 7, ít nhất kéo dài đến hết năm nay. Do đó, một số hiện tượng hình thái thời tiết sẽ tác động tới Việt Nam. Đầu tiên là nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Thứ hai, mưa sẽ hụt so với trung bình nhiều năm. Theo kết quả chúng tôi nghiên cứu, thông thường những năm El Nino, bão sẽ hoạt động dịch ra phía đông nhiều hơn nên lượng bão trên Biển Đông sẽ giảm đi. Do đó, bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam ít hơn nên mưa giảm, đặc biệt là ở miền Trung, giáo sư Tân chia sẻ. Theo ông Tân, tháng 4 vừa qua có đợt nắng nóng hơi đột biến. Điển hình hôm qua mùng 6 tháng 5 có đợt nắng nóng với nhiệt độ kỷ lục là 44,1 độ C. Mức nhiệt này vượt ngưỡng lịch sử đo được năm 2019 là 43,4 độ C. Điều này không có nghĩa năm nay là năm thời tiết nóng nhất, nhưng các hiện tượng cực đoan có thể tăng như các đợt nắng nóng gia tăng. Các đợt nắng nóng gay gắt nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, còn nền nhiệt có tăng hơn nữa thì chưa thể dự báo trước được. Kỷ lục nhiệt độ đo được không phải lúc nào cũng xảy ra trong thời kỳ El Nino hay La Nina, mà có thể là hình thái thời tiết bất chợt, giống như một cái sung nhảy vọt lên rồi tụt xuống. Còn trong mùa hè năm nay, liệu có còn cái sung nào nữa không thì chưa thể nói trước được. Nhìn chung, nền nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn, còn đạt đỉnh ở chỗ nào, đạt đỉnh bao nhiêu thì phụ thuộc nhiều yếu tố, ông Tân đánh giá. Theo ông Tân, ngoài nguyên nhân do biến đổi khí hậu khiến nắng nóng gia tăng thì chắc chắn có tác động của con người. Bên cạnh đó là yếu tố phát triển kinh tế xã hội. Dẫn chứng ở Hà Nội, ông Tân cho biết hiện nay nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, đồng thời đô thị mở rộng ra nên khi có nắng nóng thì mặt đệm bề mặt thay vì cây xanh, hồ nước thì là bê tông hóa nhà cao tầng. Điều này dẫn tới hiệu ứng đảo nhiệt thành phố gia tăng, do đó nhiệt ở khu vực đô thị sẽ cao hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Ông Tân cũng cho biết thêm, ông phát hiện nhiệt độ tháng 5 tăng ít nhất so với các tháng trong năm. Thậm chí phía Bắc thì thấy nhiệt độ tháng 5 có dấu hiệu hơi giảm. Ông đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất, liệu hệ thống gió mùa Đông Bắc bị trễ lại, kết thúc muộn hơn. Thứ hai là mưa mùa hè đến sớm hơn. Tuy nhiên, tôi thấy rằng giả thuyết thứ nhất có vẻ đúng hơn. Và rõ ràng, trước đây tháng 4 là tháng chuyển mùa và thỉnh thoảng có rét nàng bân.
nhưng bây giờ rét nàng Bân có thể xuất hiện trong tháng 5. Điều đó có nghĩa gió mùa Đông Bắc kết thúc trễ hơn, ông Tân nói. Theo ông Tân, mùa hè gió mùa Đông Bắc vẫn xâm nhập xuống do gió mùa Tây Nam chưa lấn át hoàn toàn. Trong tháng 5 vẫn có hiện tượng nắng nóng xen lẫn những đợt mát mẻ, kèm theo đó là hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc, mưa lớn. Còn đến tháng 6, 7 thì hầu hết như xác suất bằng không vì gió mùa Đông Bắc không có cơ hội tràn xuống nước ta. Trước một mùa hè dự báo khốc liệt, ông Tân lưu ý vùng đô thị sẽ chịu thêm tác động của hiện tượng đảo nhiệt. Do đó, người dân sống ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm buổi trưa nên hạn chế ra đường. Lưu ý năm nay, năm El Nino nhìn chung hụt mưa nhưng không loại trừ hiện tượng mưa lớn cực đoan. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng El Nino ít mưa nên không có lũ lụt. Việc xảy ra mưa lớn cực đoan trong thời gian ngắn vẫn có thể xảy ra ngập lụt hay sạt lở đất ở vùng núi, ông Tân cảnh báo thêm. Thời tiết năm nay rất bất thường. Tôi làm khí tượng đã lâu năm, hầu như năm nào cũng có thời gian như thế này, nhưng năm nay rất bất thường, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nói. Bà Lan cho biết thêm giai đoạn này xảy ra sự giao tranh của các khối khí, từ đó thời tiết có nhiều hình thái cực đoan nguy hiểm. Bà Lan ví dụ ở phía Bắc đã vào tháng 5 nhưng vẫn còn không khí lạnh, tuy nhiên cường độ yếu không đủ gây rét lạnh. Không khí lạnh này đẩy rãnh thấp gió mùa ở miền Nam Trung Quốc xuống Bắc Bộ, do đó vùng núi có các đợt mưa dông, thời tiết xấu. Trong thời gian tới nắng nóng giảm nhưng chỉ giảm tạm thời tiết có mưa giải nhiệt sau đó nắng nóng quay trở lại. Không khí lạnh và áp thấp phía Tây tranh chấp nhưng áp thấp nóng chiếm ưu thế hơn nên gây ra các đợt nắng nóng gay gắt. Còn tại Nam Bộ, trên vịnh Bengal có một xoáy thấp nối với áp thấp trên biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Yếu tố này tạo điều kiện cho gió mùa Tây Nam hoạt động. Khi gió Tây Nam ổn định thì mùa mưa đến, hiện tại thì gió vẫn còn đổi hướng liên tục. Chính sự thay đổi này dẫn đến nhiễu động trong không khí gây ra mưa dông bất chợt. Hai ngày cuối tuần này tại Bình Phước, Đồng Nai có thể đạt nhiệt độ 38-39 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh cũng 37 độ C, miền Tây cũng 36 độ C hoặc hơn. Từ tuần sau, gió Tây Nam sẽ mạnh hơn, mưa nhiều hơn, giữa tuần tới sẽ có mưa to. Mưa trong giai đoạn này là mưa đầu mùa, do đó luôn kèm theo mưa đá, lốc sét, vòi rồng gây sập nhà, cây đổ, tốc mái, bà Lan cảnh báo. Bà Lan nói thêm miền Trung mấy ngày tới có mưa do nhiễu động nhưng sau đó nắng trở lại. Phân tích về tình trạng nắng nóng, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định mức nhiệt 39,4 độ C tại Biên Hòa ngày 6 tháng 5 là cao nhưng không phải giá trị lịch sử. Trước đây đã có những đợt nóng hơn. Tại Nam Bộ thì Thành phố Hồ Chí Minh không phải nóng nhất mà Xuân Lộc, Đồng Nai, Đồng Phú, Phước Long, Bình Phước mới đứng top. Miền Trung năm nay nắng nóng sẽ phá vỡ kỷ lục, nguyên nhân do biến đổi khí hậu cộng hưởng với áp thấp nóng hoạt động mạnh. Điều này dễ nhận thấy khi mới tháng 4, tháng 5, nắng nóng đã mạnh và xảy ra diện rộng. Thời tiết nắng nóng oi bức do biến đổi khí hậu là một phần, nhìn nhận lại thì con người cũng là yếu tố khiến thời tiết nóng hơn. Tôi ví dụ ở đô thị có hàng triệu máy lạnh, thiết bị này giúp làm mát trong nhà, nhưng hơi nóng tỏa ra bầu khí quyển khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể. Đó là lý do tại sao ban đêm người dân vẫn thấy thời tiết nóng bức, bà Lan lý giải. Tại trạm Hồi Xuân, nhiệt độ đo được lúc 16 giờ ngày hôm nay là 43,8 độ và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay. Thông tin trên được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết vào chiều nay. Trước đó, nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê, Hà Tĩnh là 43,4 độ, giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, trong hôm nay vùng thấp nóng phía Tây sẽ bị suy yếu đi. Vì thế, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần chi tiết từng vùng trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, khu vực đồng bằng từ 34 đến 36 độ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Hà Nội ngày nắng nóng, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ. Chuyên gia về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho biết, ngày mai một đợt không khí lạnh tràn về Việt Nam nên khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nền nhiệt giảm đột ngột, giảm xuống chỉ còn 22 độ C vào ban đêm. Chênh lệch nhiệt độ trong khoảng thời gian khá ngắn khiến cơ thể không kịp thích nghi, người già và trẻ nhỏ dễ ốm. Do nền nhiệt đang cao mà có không khí lạnh về nên có thể có mưa rào, mưa đá trong ngày mai ở các khu vực trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết trên, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, quý vị cần hết sức chú ý. Thưa quý vị, như phần đầu của chương trình, thì tin mới hôm nay đã chuyển tới quý vị thông tin là từ đêm nay thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mưa dông và chấm dứt đợt nắng nóng đầu mùa. Vậy thì đợt mưa này thì có lớn hay không và sẽ diễn biến như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi những thông tin phân tích từ biên tập viên của chúng tôi. Thưa quý vị, trong đợt mưa này thì theo những cái dự báo mới nhất của chúng tôi cho thấy là cũng sẽ có những điểm mưa to và mưa thì sẽ bắt đầu từ đêm nay và duy trì cho đến hết ngày mai. Ở trên bản đồ, trường mưa xuất hiện cả những vùng màu xanh lá cây và vùng này thể hiện là sẽ có mưa to với lượng mưa là trên 60mm trong vòng 24 giờ. Mưa xuống thì giúp làm mát bầu không khí. Thế nhưng mưa sau một ngày nắng nóng rất là dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là dông, lốc và sét đánh. Thời gian dông sét mạnh nhất đó là đêm nay khi mà mới bắt đầu mưa, trong đó thì sét đánh là hiện tượng có tính sát thương rất cao. Ngay cả khi chúng ta ở trong nhà rồi cũng chưa chắc là chúng ta đã an toàn một cách tuyệt đối. Thế nên là trong tối và đêm nay trước khi đi ngủ thì quý vị nên đóng kín các cửa sổ lại và chúng ta cũng nên rút những cái phích cắm điện không cần thiết. Dự báo là ngày mai nền nhiệt của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh cả chục độ so với ngày hôm nay. Ngoại trừ Điện Biên Phủ có mức nhiệt độ là 31 độ, còn lại thì hầu hết các tỉnh thành khác sẽ có nhiệt độ dưới 29 độ và trời sẽ mát mẻ, trời chuyển mát. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ sáng cho đến trưa mai trời sẽ nắng. Khu vực Nam Bộ vẫn sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Sang chiều mai thì cả hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa và cảnh báo sẽ có những điểm mưa trên 50mm. Trong cơn dông cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang những thông tin dự báo cho các thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thành phố Hồ Chí Minh cả hai ngày tới đều mưa dông về chiều từ sáng đến trưa trời nắng. Riêng ngày mai thì nắng nóng với mức nhiệt độ là 35 độ. Thành phố Đà Nẵng ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ 32 độ. Sang ngày thứ ba thì trời nắng vào ban ngày, về chiều tối có mưa rào. Thủ đô Hà Nội sang ngày thứ hai và thứ ba trời mát mẻ, 27 đến 28 độ. Quý vị lưu ý là ngày mai sẽ có mưa dông bất chợt. Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 gần Biển Đông. Ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin về áp thấp nhiệt đới đầu tiên gần Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn
gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang. Công điện nêu, theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới, từ vị tuyến 9 đến 12 độ Vĩ Bắc. Phía đông kinh tuyến 116,5, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Được biết, áp thấp nhiệt đới này được hình thành từ vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines. Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển phía đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông. Có thể đây sẽ là áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023. Sau khi vào Biển Đông, dự báo vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5, áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực chịu ảnh hưởng, cấp 3, phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin về gió mùa Đông Bắc mới nhất vào ngày hôm nay và dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Như vậy, áp thấp nhiệt đới kèm với gió mùa Đông Bắc sẽ phần nào giúp nền nhiệt của các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ hạ nhiệt. Cụ thể, ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 22 đến 25 độ, vùng miền núi có nơi dưới 22 độ. Ở trên biển, từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét, biển động. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối và đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Ngoài ra, từ ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Về áp thấp nhiệt đới, vào hồi 1 giờ đêm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6 tương đương với 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động và có sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chiều ngày hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông báo,
trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc từ 5 đến 10 km/h. Cường độ ít thay đổi. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện đã có 15 tỉnh, thành phố có văn bản triển khai công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ngoài áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông báo nhiều rủi ro thiên tai thời gian tới. Cụ thể, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý kiểm điểm phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ tàu thuyền hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí, đài trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong tỉnh chủ động phòng chống thiên tai khi mùa mưa bão sắp đến. Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đăng tải một số nội dung hướng dẫn một số biện pháp cơ bản trong phòng chống đối với các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành. Áp thấp nhiệt đới sẽ khiến thời tiết ở vịnh Bắc Bộ có gió đông nam mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió đông nam đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Cụ thể, khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai độ mặn 4 phần nghìn, xâm nhập sâu nhất vào khoảng 45 đến 55 km. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long độ mặn 4 phần nghìn, xâm nhập sâu nhất trên sông Tiền, sông Hậu khoảng 20 đến 30 km. Dự báo từ nay đến thứ Tư, độ mặn tại hầu hết các trạm cho các sông Nam Bộ giảm chậm trong 2 đến 3 ngày đầu, sau tăng chậm. Độ mặn lớn nhất trong tuần tới sẽ xuất hiện vào cuối tuần và ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, riêng trạm sông Đốc nhỏ hơn năm 2022. Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên năm nay số lượng, cường độ bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn giai đoạn 2020-2022. Trung bình mỗi năm có 12 đến 13 cơn bão, trong đó có 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão ít xuất hiện từ giữa tháng 6, trong đó từ tháng 8 đến tháng 10 có 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động chủ yếu đến miền Bắc và miền Trung. Cũng theo công điện của Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẵn sàng các điều kiện lực lượng, phương tiện để đảm bảo trật tự kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ địa phương di dời, sơ tán dân khi có yêu cầu. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan, đơn vị, công an, bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ các lực lượng công an nhân dân. Các đơn vị làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với lực lượng tại hiện trường, kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai. Cũng liên quan đến áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, các chuyên gia khuyến cáo người dân chú ý theo dõi các bản tin áp thấp nhiệt đới tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của áp thấp. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải. Góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc, Đông Bắc. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam, Tây Nam. Chú ý rằng điều khiển tàu thuyền tránh bão áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km, khoảng 200 hải lý. Khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới, người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới bằng cách: khi tàu thuyền nằm ở nửa bão áp thấp nhiệt đới bên phải thì điều khiển cho tàu thuyền chạy ngược gió, sao cho gió thực thổi vào mũi tàu thuyền lệch mạn phải một góc từ 30 đến 45 độ, giữ cho tàu thuyền chạy theo hướng đó cho tới khi thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
Khi tàu thuyền nằm ở nửa bão, áp thấp nhiệt đới bên trái thì phải điều khiển tàu thuyền chạy xuôi gió, sao cho gió thổi vào đuôi tàu thuyền lệch mạn phải một góc từ 30 đến 45 độ. Tiếp tục điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy gió chuyển sang hướng nam, tức là tàu thuyền đã ở xa phần tâm bão, áp thấp nhiệt đới bên trái. Phía sau cường độ, gió đã suy yếu là tàu thuyền đã gần ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở vùng gần tâm bão, áp thấp nhiệt đới có gió xoáy rất mạnh, cường độ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, sóng biển hỗn độn và có sức tàn phá lớn, biển động dữ dội. Để giảm bớt sức đập của sóng, có thể thực hiện một số biện pháp như thả dầu nhờn xuống biển, vứt các hàng hóa thiết bị nặng cồng kềnh trên boong tàu thuyền xuống biển để tăng độ cân bằng cho tàu thuyền, điều khiển tàu thuyền chạy ngược sóng hoặc chạy theo hướng sao cho gió thổi trước mũi mạn phải một góc thích hợp, hoặc điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng sóng cao cho gió thổi trách mũi đến trách lái mạn phải. Không lái tàu thuyền đi theo rãnh sóng, vì như vậy tàu thuyền sẽ bị lắc ngang rất mạnh, rất dễ bị lật úp hoặc gãy bánh lái. Trong mọi trường hợp, điều tối kỵ là lái hoặc bỏ mặc cho tàu thuyền xuôi theo gió. Bởi vì gió bão áp thấp nhiệt đới sẽ cuốn tàu thuyền ngày càng gần tâm bão hơn, tức là vào vùng nguy hiểm hơn vì chạy xuôi theo hướng sóng. Để cho tàu thuyền giảm bớt sức đập của sóng thì điều chỉnh hướng đi của tàu thuyền đối với hướng sóng ở góc mạn phải khoảng 150 đến 160 độ. Trong trường hợp tàu chạy ngược sóng, góc chạy khoảng 20 đến 30 độ. Khi muốn thay đổi hướng đi của tàu thuyền thì phải chọn thời điểm sóng nhỏ nhất. Nếu chuyển hướng ngược sóng thì phải tăng tốc để tàu thuyền lướt nhanh ngang sóng, rút ngắn thời gian chịu gió. Nếu chuyển hướng xuôi sóng thì lúc đầu cho tàu thuyền chạy với tốc độ trung bình, sau từ từ tăng lên. Nếu góc chuyển hướng lớn thì chưa làm nhiều lần, mỗi lần cho tàu thuyền quay một góc khoảng 20 đến 30 độ để giữ cho tàu thuyền được cân bằng hơn trong sóng gió. Tàu thuyền đang ở ven bờ, gần bờ biển và trên sông phải di chuyển vào bờ và bến cảng tìm nơi trú ẩn an toàn, neo đậu tàu thuyền đúng kỹ thuật để không bị hư hỏng khi có sóng to gió lớn. Tuyệt đối không để ngư dân, thuyền viên ở lại trên tàu thuyền trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới